Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bí mật những thuật pháp đáng sợ của ninja. Ninja, những huyền thoại bí ẩn thời cổ. Ninja là danh xưng để chỉ những cá nhân hay tổ chức đánh thuê chuyên về hoạt động bí mật từng tồn tại trong lịch sử của Nhật Bản về nghệ thuật không chính thống của chiến tranh từ thời kỳ Kamakura, tức là vào năm 1192 đến năm 1333, đến thời kỳ Edo, từ năm 1603 đến năm 1868. Các chức năng của ninja bao gồm gián điệp, phá hoại, xâm nhập, ám sát, thậm chí là có thể tham gia tập kích đối phương trong một vài trường hợp nhất định. Do đặc thù của mình, ninja thường bị bao phủ bởi bức màn bí mật nên có rất ít tài liệu ghi nhận. Hầu hết các kỹ thuật của ninja cổ xưa đều bị thất truyền, nhưng rất nhiều các tổ chức vũ trang đặc biệt của quân đội và cảnh sát của nhiều quốc gia trong quá khứ và hiện tại thì vẫn duy trì huấn luyện các kỹ thuật tương đồng với các ninja trong những nhiệm vụ đặc biệt hoặc là bí mật của SEAL, SWAT, đặc công. Các thuật pháp đáng sợ của ninja, thuật ẩn hình của ninja. Điểm đặc biệt nhất của ninja là thuật ẩn hình và khinh công. Ninja có thuật ẩn hình là dùng cho việc mưu sát các đại thần Nhật Bản thời xưa. Ninja thường mặc áo đen, che kính mặt, chỉ để hở đôi mắt, đơn giản là để thực hiện nhiệm vụ vào buổi tối, vì khi đó kẻ thù sẽ khó mà phát hiện được. Ninja chỉ khéo léo vận dụng những vải màu trùng với cây cối hay mái nhà để ẩn núp khi kẻ thù truy đuổi, và họ đã thành công trong chuyện này. Nếu chú ý sẽ thấy ninja luôn chạy từng bước rất ngắn, như vậy họ điều khiển được trọng lượng và không gây ra tiếng động, uyển chuyển không khác gì bước chân của mèo. Khi đi thì ninja bước tréo chân và nhanh, tạo cảm giác như đứng yên một chỗ vậy. Lúc ẩn hình thì họ chỉ cần lôi ra một mảnh khăn có màu giống thân cây và ôm vào thân cây thì bạn dù có đứng gần hay bên cạnh cũng chưa chắc đã nhận ra. Thuật ẩn nấp chạy trốn của ninja. Dựa trên các địa hình, thuật này bao gồm đột thổ, tức là họ chuẩn bị những hố đất, rãnh đất sâu hoặc là những mảnh vải trùng với màu đất. Khi gặp nguy hiểm, họ có thể núp dưới hố đất, rãnh đất hoặc trùm vải lên người, đối thủ rất khó phát hiện. Độn thủy, tức là lặn dưới nước để trốn kẻ thù. Vào năm 2 tuổi, mỗi người luyện ninja đều bắt buộc phải lặn được dưới nước tối thiểu là 2 giờ đồng hồ. Nếu cần ở dưới nước trong thời gian lâu hơn 2 tiếng, họ sử dụng những ống thở luôn mang theo bên mình. Họ có thể nằm sâu dưới đáy sông hay là hồ và dùng ống hút rất nhỏ để thở. Độn mộc, tức là họ dùng những cành cây, gốc cây để làm nơi ẩn nấp, cũng giống như là độn thổ. Họ phải có sự nhanh nhẹn trong khi tìm chỗ nấp. Họ cũng có thể sử dụng những tấm vải trùm màu với cây cối hoặc trốn trong những tán lá dày đặc. Độn hỏa có nghĩa là dùng lửa để chạy trốn. Phương pháp này chỉ dùng khi ninja tấn công vào mục tiêu là những ngôi nhà đông người, và khi cần chạy trốn, họ sẽ phóng hỏa ngôi nhà hoặc bất cứ vật gì để dễ cháy, để làm rối loạn quân địch. Phương pháp này cũng có thể hiểu theo cách họ sẽ dùng vật dễ gây cháy nổ, thường là một loại mìn có hình như quả trứng gà, khi cần họ sẽ phóng ra để làm lui đường tiến của địch. Sau đó, dùng thuật khinh công hoặc là phi thân để chạy trốn. Nếu không thì họ sẽ dùng các thuật độn thổ, độn thủy, độn mộc để ẩn nấp đánh lừa đối phương. Độn kim, thuật này ninja rất ít dùng vì nó phát huy tác dụng rất ít. Thuật này rất đơn giản, trong khi bị rất nhiều người truy kích tấn công, ninja sẽ bỏ lại rất nhiều tiền bạc trên đường họ vừa chạy. Mục đích là để những kẻ truy đuổi nổi lòng tham, sinh ra từ hạ sát lẫn nhau và làm chậm tiến độ truy đuổi. Phương pháp này chỉ sử dụng có hiệu quả khi ninja bị truy kích bởi một đám người tham lam, đám quân tham hỗn loạn hoặc là người làm trong nhà của đối tượng ninja cần xâm nhập. Thuật thế thân và phi thân của ninja. Ngoài ra thì một số trường phái ninja còn sử dụng một số thuật pháp rất đáng sợ như phi thân, thế thân. Với thuật thế thân và phân thân phải là những ninja có trình độ thượng thừa mới có thể sử dụng mà không bao giờ bị phát hiện. Khi đối phương mạnh hơn mình, ninja dùng một loại bùa chú để nhân đôi hoặc nhân ba con người của mình. Với phương pháp này thì đối thủ dù mạnh cũng không thể chống đỡ nổi cùng lúc với nhiều người có trình độ võ thuật giống hệt nhau. Và một thuật nữa đó cũng gọi là phân thân, nhưng ninja không dùng bùa chú mà chỉ dựa vào khả năng nhanh nhẹn của mình. Với chiêu thức làm hoa mắt đối phương sẽ không thể nào phân biệt đâu là ảo ảnh họ tạo ra và đâu là hình ảnh thật sự của họ. Thế thân cũng gần giống như là phân thân, ninja dựa vào sự nhanh nhẹn của mình để thoát thân trong gang tấc. Vật thế thân họ sử dụng thường là một khúc gỗ hoặc là một tấm vải. Khi đối tượng tấn công, cảm thấy nguy hiểm, ninja lập tức sử dụng thuật này, họ nhanh chóng chuyển đổi vị trí,
vật mà đối phương đánh trúng chỉ là một khúc gỗ, còn người thật của ninja thì đã ngay sau lưng để tấn công đối phương rồi. Thuật dùng dụng cụ hỗ trợ. Do đặc thù tác chiến đặc biệt, hầu hết phải hoạt động trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của đối phương, các ninja thường phải dùng rất nhiều các công cụ để hỗ trợ việc thâm nhập cũng như là tấn công từ xa. Do phải mang vác nên hầu hết các công cụ hỗ trợ phải thật gọn nhẹ và hầu hết là thô sơ, đòi hỏi phải có khả năng sử dụng nhiều mục đích khác nhau và phải được tập luyện thành thục. Như các kỹ thuật dây thường đầu có móc sắt, móc ghim, hình dạng bàn tay để phóng chặt vào một điểm cao bằng gỗ hoặc là tường đất và leo lên. Kỹ năng này yêu cầu phải nhanh gọn và cũng phải được tập luyện thật nhiều. Các vũ khí hỗ trợ ninja cần thiết gồm có kiếm ngắn, dao găm, phi tiêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!